Kính chúc toàn thể quý vị luôn được bình an, khỏe mạnh và có những ngày đại hội thật vui vẻ, đầm ấm trong tình chiến hữu, tình đồng hương và tình tử võ bỉ. Sau đây, kính mời toàn thể quý vị hướng về khối quốc quân kỳ của trường võ bỉ quốc gia Việt Nam. Lễ rước quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc kỳ Hoa Kỳ và quân kỳ trường võ bỉ quốc gia Việt Nam. Cho tay chào khối quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Nghi lễ đón tiếp vì chủ tòa buổi lễ. Đẹp tay xuống, trái phải quay, thao diễn lên. Kính mời hai vị tổng hội trưởng đón tiếp vì chủ tòa buổi lễ. Nghe. Kính mời cựu sĩ quan huyện Huệ khóa 25 và cựu sĩ quan huyện Phước Ái Đình khóa 26 chào đón niên trưởng đoàn Mại xuất thân từ khóa 10 trường võ bỉ quốc gia Việt Nam, cựu thường nghị sĩ Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đến chủ tòa buổi lễ. Lễ đón tiếp vị chủ tòa chấm dứt. Đèn chung chung. Kính mời vị chủ tòa và hai vị tổng hội trưởng trở về vị trí của mình. Thao diễn nghỉ. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nghỉ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ngày công ra đời, đêm ngày đặt lời sống vui. Ra lập cùng đi, đi xin tiếp gì cần sống. Vì tương lai quốc dân cùng sống và khói đêm làm sao trong sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đền xuống! Xuống! Thảo Duyên! Nghỉ! Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Nghiêm! Chúng ta bắt! Quốc ca Hoa Kỳ. Sự xâm lăng và đồng hóa của ngoại bang từ phương Bắc. Tưởng nhớ đến quân, dân, cán, chính của Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam để bảo vệ lý tưởng tự do và nền dân chủ còn non trẻ của dân tộc Việt Nam. Tưởng nhớ đến các chiến hữu và đồng bào đã bỏ mình trong lao tù Cộng sản trên biển cả, nơi rừng sâu, trên khắp mọi nẻo đường đi tìm kiếm tự do. Tưởng nhớ đến nhì vị cựu chỉ huy trưởng Trung tướng Lâm Quang Thi và Đại tá Đồ Ngọc Nhân cùng những cựu sinh viên sĩ quan đã luôn mong mỏi được nhìn thấy một tập thể bò bì, đoàn kết, thống nhất. Nhưng tiếc thay, quý liệt vị đã trở nên người thiên cổ. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúng trao bắt
niệm chấm dứt. Đèn chuông xuống. Thảo viên nghỉ. Sau đây lời phát biểu của vị chủ tọa buổi lễ, viên trưởng đoàn bài khóa 10, xuất thân từ trường Võ Bí Quốc gia Việt Nam và là một cựu thượng nghị sĩ của Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, cựu sinh viên đại sứ quán, thưa quý vị phụ nữ lâm viên, các cháu thanh thiếu niên đã hiểu và hầu dễ, tôi cựu sinh viên sĩ quan đoàn ngoại khóa 10 tiền phòng tư trần. Thưa quý anh, truyền thống cao đẹp nhất của người cựu sinh viên là tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau như em một nhà. Trong tình từ Võ Bí, chúng ta cùng sát cánh với nhau, ngoài chiến trường bao sinh ra tử để bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ nhau trong hoàn nạn, hy sinh thân mình để cứu nhau trong biển. Ngay cả trong ngục tù cộng sản, chúng ta còn bảo vệ che chở cho nhau, giúp đỡ nhau vượt qua sự đàn áp tàn bạo dã man biết bao nhiêu là gian nan khổ cực. Thưa các anh chị và các cháu, trong hơn 7 năm qua, anh em chúng ta đã mang một kiếp nạn làm mất danh dự của trường mẹ. Chúng ta sẽ từ chia đàn sẻ gánh, anh em nhìn nhau như kẻ thù, một nỗi nhục tượng trưng không thể. Không thể nào xóa được một tập thể nòng cốt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng sĩ quan được dân được đào tạo dụng mực văn võ song toàn, làm ngôi danh trường nghề các đơn vị vinh trộm và chê cười và coi thường chúng ta như bản thân. Nhưng bản thân của chúng ta cũng đã từng kêu gọi tình đồng kết của anh em, nhưng không thành dần ôm hận xuống trường này. Hôm nay nhờ hồn thiêng sông núi, nhờ anh linh của các chiến sĩ, anh linh của cựu sĩ quan xuất thân trường Võ Bí đã nằm xuống trợ giúp cho chúng ta từ giá nâng nghiếc lội lầu để cùng nhau ngồi lại bắt tay nhau xóa bỏ những trợ lực xấu xa trong suốt thời gian qua để cùng nhau đồng kết trở lại thành một khối thống nhất. Hôm nay với tư cách một khóa đàn anh, những dọc lề mừng vui để nọt cuốn cho tinh thần đoàn kết truyền thống Võ Bí, tôi xin kính chúc đại hội đoàn kết Võ Bí cầu 2024 được thành công vì vàng, mở lại những trang sử mới cho sinh đoàn của tất cả cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bí Quốc gia Việt Nam trong tương lai. Cảm ơn hai anh Hoàng Phước Ái Đình và Nguyễn Huệ đã hy sinh nhiều công sức trí lực để cùng ban tổ chức đã tạo một điều kiện cho buổi họp mặt đông đủ cựu sinh viên sĩ quan Võ Bí ngày hôm nay. Chúc đại hội thành công tổng thể. Kính chào. Xin được cảm ơn viên trưởng đoàn bài khóa 10 và buổi lễ tiếp tục. Lễ tiễn đưa quốc và quân kỳ trường Võ Bí Quốc gia Việt Nam. Chào tay, chào. Khối quốc quân kỳ rời vị trí hành lễ. Lễ khai mạc đại hội đoàn kết Võ Bí toàn cầu. Đèn chuông xuống. Đến đây
lễ khai mạc Đại hội đoàn kết quốc vị toàn cầu 2024 với chủ đề Dừng lại niềm tin xin được chấm dứt. Cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và sau đây chúng ta sẽ xếp hàng để chụp một tấm hình gồm có tất cả mọi người tham dự buổi đại hội hôm nay. Theo cái đề nghị của người chụp hình, chúng ta sẽ xếp hàng trước kia cổng trường, cổng Nam Quan của trường Võ Bì. Niên trưởng vào. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Nguyễn Văn Tạo, khóa 26. Để chụp hình đẹp thì chúng ta sẽ đứng hình chữ V, tức là một số vị sẽ đứng từ ở trong cái chỗ huy hiệu đó, té làm hai. Như vậy thì có thể chụp hết được. Xin thành thật cảm ơn. Để theo lời ông Tạo, chúng tôi xin quý vị, chúng tôi hô ta ngà ta rô từ tháng tập lớn. Cái chúng ta xếp hình chữ V. Báo đi trường Tàu. Dạ. Có thể chụp một cái tổng quát hết khoảng như trường Tàu. Sắp hàng thành hình chữ V. Xin toán khu quốc kỳ cũng ra sắp hàng để chụp một cái tấm hình. Gửi cái đuôi sao? Toàn quân quốc kỳ chia ra làm hai, cùng đứng phía trước hàng quân của mình và vị chủ tọa và hai tổng hội trưởng đứng cái hàng ở giữa này. Xin mời Niên trưởng Lưu Bình Lượng lên trên này luôn. Ba vị tổng hội trưởng ra đón Niên trưởng Lưu Bình Lượng. Cái hình mà Niên trưởng Lưu Bình Lượng phải dùng cái dụng cụ đó mà đi đó, nói lên cái tinh thần của anh em bọn mình chúng ta như thế nào. Tôi nghĩ đây tấm hình lịch sử của trường Võ Bì quốc gia Việt Nam tại hải ngoại này.
biết. Chúng ta chỉ còn 3 phút nữa để chụp hình. Dùng sát rồi đi. Các vị chỉ huy trưởng cũng như là các sinh viên sĩ quan đang chụp tấm hình lưu niệm. Xin tất cả quý vị cùng sinh viên sĩ quan chú ý, chúng ta dừng lại cái truyền thống cố hữu của cựu sinh viên khi chúng ta vào cố hữu tại trường. Sau khi chúng tôi hô ta làm, xin tất cả các cựu sinh viên sĩ quan hô thật lớn cái từ thắng của mình. Còn một phút nữa để quý vị ghi hình. Sau khi cựu sinh viên sĩ quan ô tang hàng và từ thắng thì tất cả các tập thể có thể từ chụp hình từng tập thể một, sinh viên sĩ quan riêng, phụ nữ lâm viên riêng và tất cả các cháu hậu vệ riêng. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị, cựu sinh viên sĩ quan chú ý tang hàng. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự buổi lễ chào cờ hôm nay. Xin lưu ý tất cả quý vị ca sĩ cho dạ tiệc và Nam sẽ tập dượt qua hát từ 10:30 tới 11:30 tại cái phòng bên tay phải của hội trường. Quý vị và đó là quý vị nữ ca sĩ sẽ tập dượt từ 1 giờ tới 2 giờ bên phải phòng bên phải hội trường. Và tất cả quý vị có muốn tham dự bài mở đầu cho chương trình hôm nay thì quý vị sẽ tập học ngay tại bây giờ bên trái của hội trường. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you.
quần này. Alo. Alo. Khoa 25 chú ý tập hợp ra ngoài chỗ tượng đại để mình chụp cái hình đi. Khoa 25 chú ý ra chỗ cổng Nam Quan chụp hình đi. Khoa 25 lưu ý ra chỗ cổng Nam Quan chụp cái hình kỷ niệm đi. Kính mời. Đây. Ông ta. Xin mời tất cả quý vị khoa 25 và các chị khoa 25 luôn. Quý vị sửa soạn đi tới trước cái cổng trường, cái bảng của cổng trường. Xin mời tất cả quý vị. Nói lần thứ ba rồi, quý vị ra đi. Xin mời tất cả quý vị, quý bạn khoa 25.